Đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Quế Ngọc Hải đầu quân cho Bình Dương ở mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, trung vệ này liên tục dính chấn thương nên mới ra sân tổng cộng 5 trận đấu trên mọi đấu trường cho đội chủ sân gò đậu chấn thương khiến Quế Ngọc Hải lỡ cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup 2023 và hai trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á mới đây. Tuy nhiên, sau quãng thời gian điều trị và hồi phục chấn thương, Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện cùng Bình Dương. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ tái xuất ở trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 14 V-League 2023-2024. Mặc dù Quế Ngọc Hải thường xuyên vắng mặt ở mùa giải năm nay nhưng Bình Dương vẫn chơi tốt, đua vô địch với Nam Định. Đoàn quân của huấn luyện viên Huỳnh Đức có hàng thủ tốt nhất V-League 2023-2024. Do đó, khi Quế Ngọc Hải trở lại, sức mạnh của Bình Dương sẽ được cải thiện hơn nữa. Quan trọng hơn, trung vệ này có thể sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Sau 13 vòng đấu, Bình Dương có 26 điểm kém Nam Định 3 điểm. Việc gặp Hà Tĩnh ở vòng 14 là cơ hội rất tốt để thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Đức giành chiến thắng. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai thay cho huấn luyện viên Kiati Sak từ vòng 9 V-League 2023-2024. Ngay ở trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và các học trò đã thua Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau trận đấu đó, đội bóng phố núi đã duy trì được chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 trận trước Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh, hòa 1 trận trước Quảng Nam, 2 trận trước Khánh Hòa. chuỗi 5 trận bất bại nêu trên giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Sau 14 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có 14 điểm, hơn Khánh Hòa 4 điểm. Theo lịch thi đấu, ở vòng 15 V-League 2023-2024, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trước Quảng Nam đội bóng đã có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Thể công Viettel có màn lội ngược dòng khó tin trước Quảng Nam ở vòng 14 V-League 2023-2024. Mặc dù bị dẫn trước hai bàn trong hiệp 1, nhưng nhờ được chơi hơn người, thể công Viettel đã thắng ngược với tỷ số 3-2. Chiến thắng kịch tính trước Quảng Nam giúp thể công Viettel có trận thắng thứ 3 liên tiếp dưới triều đại của huấn luyện viên Đức Thắng. Trước đó, thể công Viettel có 2 chiến thắng liên tiếp trước Công an Hà Nội. Với 3 điểm có được, thể công Viettel đã tăng liền 5 bậc trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024. Cụ thể, thể công Viettel từ hạng 13 nhảy lên thứ 8 với 16 điểm. Bởi vì ở vòng đấu này, những đội bóng như Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa đều cầm chân nhau. Hiện tại, thể công Việt Theo kém top 4 với số điểm là 6 và thua đội dẫn đầu Nam Định 16 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể sẽ được tăng lên sau khi các trận đấu của vòng 14 khép lại. Phút 31 khi Quảng Nam đang dẫn 1-0 trên sân hàng đẫy, Văn Đại dẫm vào gót chân Nguyễn Đức Chiến. Trọng tài Đỗ Khánh Nam ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi được tổ va tư vấn, ông đổi thành thẻ đỏ phạt đội trưởng đội khách và chạm rất bình thường, tôi không hài lòng với quyết định đuổi Văn Đại. Trọng tài có vấn đề. Ngoài pha thẻ đỏ đó, trọng tài còn bỏ qua nhiều lỗi của đối thủ." Huấn luyện viên Sĩ Sơn nói sau trận đấu. Trận này, Quảng Nam gặp khó khăn lớn về mặt nhân sự. Mạnh Ngọc Hà bị ngộ độc thực phẩm, không thể thi đấu, trong khi Nguyễn Đình Bắc phải ngồi ghế dự bị sau sự cố bể kèo không tới Hà Nội FC theo thỏa thuận cho mượn. Vào trận 10 phút, huấn luyện viên Sĩ Sơn còn mất thêm cầu thủ chạy cánh Lê Xuân Tú vì chấn thương. Họ càng bị đẩy vào thế khó khi đội trưởng Văn Đại bị chuốt quyền thi đấu, phải đá thiếu người trong hơn một tiếng. Chúng tôi mất người quá sớm nên về sau có phần đuối sức. Đá sân khách, Quảng Nam cố gắng chơi phòng ngự phản công. Đội làm tốt nhưng thẻ đỏ đã dẫn tới hệ lụy sau đó. Nếu đủ người, chúng tôi có lẽ không thua. Trận này chúng tôi thua vì trọng tài. Huấn luyện viên của Quảng Nam nói tiếp, không giấu bức xúc. Tôi không hiểu trọng tài và va làm việc kiểu gì. Tôi đặt dấu hỏi cho họ khi quyết định phạt thẻ đỏ với Văn Đại. Chúng tôi mất niềm tin với trọng tài. Trong khi đó, huấn luyện viên thể công Việt theo Nguyễn Đức Thắng khen cho trọng tài. Bao giờ đội thắng cũng nói tốt về trọng tài. Ông nói, va được sinh ra để mang lại sự khách quan nhất cho bóng đá. Và trong tình huống thẻ đỏ chính xác hay không thì cần xem lại băng hình trọng tài trận này bắt tốt, không có nhiều tình huống đáng tranh cãi và va đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều tình huống. Ông Đức Thắng không hài lòng khi các cầu thủ chủ quan tổ chức bắt người không tốt để Quảng Nam dẫn 2 không. Tuy nhiên, ông vui khi các cầu thủ chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc, đúng với phẩm chất thể công việt theo để lội ngược dòng. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV truy cập vào địa chỉ vov vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau